Thưa quý vị và các bạn, không chỉ lôi kéo những người dân thiếu niềm tin hay là học sinh, sinh viên đi theo con đường lệch lạc, hiện nay thì Hội Thánh của Đức Chúa Trời hay còn gọi là Đức Chúa Trời Mẹ còn tìm mọi cách để dụ dỗ cán bộ, giáo viên tham gia vào tổ chức phi pháp này. Chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc năm học 2017-2018. Và thời điểm này cũng là lúc cô trò trường Trung học cơ sở Nghi Ân, thành phố Vinh đang tập trung cao nhất cho việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, chuyển cấp đối với học sinh lớp 9. Vậy nhưng, ngoài áp lực về đứng lớp, các giáo viên ở đây còn thêm nỗi lo khi có hiện tượng xâm nhập lôi kéo của Hội Thánh của Đức Chúa Trời vào chính đội ngũ giáo viên nhà trường. Trước dư luận hiện nay, thì Hội Thánh Đức Chúa Trời đã làm cho biết bao nhiêu gia đình ly tán, rồi có nhiều học sinh phải bỏ học, tựa chừng. Thì chúng tôi rất lo ngại và chúng tôi sẽ có những cái biện pháp tích cực để học sinh của chúng tôi và giáo viên chúng tôi không bị lôi kéo. Hiện nay, tại địa bàn thành phố Vinh đã xuất hiện một số đối tượng nằm trong tổ chức Hội Thánh của Đức Chúa Trời đứng ra tuyển dụng gia sư dạy hè. Vì vậy, việc nêu cao cảnh giác, đề phòng là hết sức quan trọng đối với mọi người trong thời điểm hiện nay. Người giáo viên là những người lái đò, định hướng cái tư tưởng chính trị, định hướng cái giáo dục cho các em học sinh ở trong trường mà tham dự ra trực tiếp vào cái tổ chức này thì cực kỳ là nguy hiểm. Hoạt động tà đạo mà phát triển là rất nguy hiểm với bất kỳ đối tượng nào. Nhưng nếu như hoạt động tà đạo mà lôi kéo được những cái cán bộ giáo viên đang đứng lớp, đứng trên các cái bục giảng thì nó càng nguy hiểm hơn nhiều. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cần phải cảnh báo và cũng cần phải báo động để cho tất cả chúng ta là cũng phải có cái quan tâm để từ đó là có những cái giải pháp phù hợp để phòng ngừa, ngăn chặn. Như vậy, ngoài hình thức lừa đảo, trục lợi của những kẻ đứng đầu, thì việc lôi kéo giáo viên tham gia vào Hội Thánh của Đức Chúa Trời là một hoạt động đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều thế hệ nên cần phải được ngăn chặn. Theo chúng tôi thì những người tham gia cái Hội Thánh Đức Chúa Trời thì nói là cực kỳ nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân của mỗi gia đình mà còn ảnh hưởng lớn môi trường giáo dục lành mạnh. Đứng trước cái tình trạng này, ngành giáo dục đào tạo cũng yêu cầu là các nhà trường tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng để là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt cái tư tưởng của mỗi cán bộ giáo viên học sinh và kịp thời ngăn chặn. Qua công tác nghiệp vụ của cơ quan an ninh, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã phát hiện hơn 280 người bị lôi kéo, có dấu hiệu bị lôi kéo, tham gia vào tổ chức phi pháp mang danh Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác để không bị dụ dỗ lôi kéo vào tổ chức tà đạo này.